chuông số 1. Nó không rớt lá mà nó đang bung tược. Thì giờ chưa thì trong đó là ổn định nhất. Hai được hai cái. Tết 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 tết. Đây em này là một em đực. Em này là một em đực nữa. Một cái rất đẹp. Em nhỏ nhất là em đực, hai này lại là em cái nha. Chuồng số 3. Chuồng số 4. Hai đực một cái. Cái này đầu ngắn hơn. Chuồng số 5 là 4 em đực.